Kênh Nghe Thật Động Nghiệp Mekong Magi xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Ngay thời điểm nghỉ lễ Tết của đợt Quốc khánh 2 tháng 9 thì xin kính chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe và có những bữa cơm thật đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình của mình, đặc biệt là với những người từ phương xa quay trở về để mà cùng có một bữa cơm với gia đình của chúng ta. Kính thưa quý vị, thì cũng đánh dấu vào một cái ngày quan trọng như thế này thì chúng tôi sẽ thành lập một chuỗi video mới. Chúng tôi dành là một cái tâm thư của đội kỹ thuật Mekong Magi dành cho bà con khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong cái quá trình mà bà con mình muốn chuyển đổi từ một cái mô hình khác, chuyển đổi sang mô hình trồng cây ăn trái, đặc biệt là những cái vùng đất mà chứa phèn nhiều, thì đây sẽ là những cái tổng hợp hết sức là quan trọng về những cái hạn chế và cái khuyết điểm trong thời gian qua mà đội kỹ thuật của Mekong Magi đi trực tiếp với bà con chúng ta, và chúng tôi ghi nhận và phát triển thành một chuỗi video sẽ có rất là nhiều video liên quan tới những cái hạn chế và khuyết điểm này, để mong muốn là sẽ hướng dẫn cho bà con mình những cái cách khắc phục và những cái bước mà chúng ta làm trước để tránh được những cái thiệt hại trở về sau, đặc biệt là về mặt chi phí quá cao nhưng mà cái hiệu quả đầu tư chúng ta lại nó sau này nó sẽ không tốt nữa. Thì kính thưa bà con, thì bà con cố gắng lắng nghe về một cái chủ đề này, đặc biệt là với những người đang có ý định chuyển đổi từ cái cây trồng khác sang cái cây ăn trái. Thì chủ đề này chúng tôi sẽ thành lập xung quanh những vấn đề như đất trồng nè, hiểu về đất trồng cây ăn trái như thế nào, mô líp cỏ mô, bón lót, cây giống mật độ và bố trí cây giống, cây chắn gió, cách trồng cây cố định gom tủ, cách chăm sóc về phân bón, nước tưới và thuốc bảo vệ thực vật và những vấn đề liên quan tới ngộ độc ở thời điểm ban đầu mà bà con mình trồng. Thì thật ra nói thì nó đơn giản như thế nào thưa quý vị, nhưng mà thật ra là do chúng ta không có nhiều kinh nghiệm và không có nhiều thông tin, cho nên là những vùng mà mới chuyển đổi quý vị là đa số là chúng ta sẽ gặp những cái khuyết điểm và những cái hạn chế. Và ở đây thì chúng tôi đã dùng một cái từ tâm thư, có nghĩa là chúng tôi sẽ chia sẻ những cái gì mà đội kỹ thuật nắm được, biết và chia sẻ lại cho quý vị. Quyền đúng sai là do quý vị và quý bà con chúng ta đánh giá và chúng ta tự rút kinh nghiệm cho những cái mô hình của mình tương tự như thế, để làm sao chúng ta hạn chế được những sai lầm và khuyết điểm đó. Chứ chúng tôi không nói bà con mình làm sai và cũng không nói ai là làm đúng hết hoàn toàn. Và những kiến thức và thông tin của chúng tôi là cũng được tổng hợp từ những cái sai lầm và hạn chế đó, nên cũng rất xin lỗi những bà con là chúng tôi đã sử dụng những cái hình ảnh, những cái hạn chế đó của bà con chúng ta. Nhưng mà được cái là từ những cái hình ảnh và thông tin đó thì chúng ta sẽ chia sẻ lại được cho những người khác để mong muốn họ sẽ không gặp những cái khuyết điểm đó. Thì đây cũng là một cái điều tốt mà chúng ta cũng nên xây dựng. Thì kính thưa bà con, đặc biệt là bà con ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì cái mục đích chuyển đổi mô hình của chúng ta thì bà con cũng biết là đặc biệt là từ mô hình trồng lúa, trong nhiều năm gần đây thì chúng ta không có đạt được cái năng suất mong muốn được, bởi vì cái thiên tai nó xảy ra liên tục và cái thời tiết hiện nay thì nó không còn giống như ngày xưa. Cái thời đỉnh điểm hoàng kim của chúng ta thì có thể là lúa công tấn 2, tấn 4 cũng có nghe, nhưng mà bây giờ tới thời điểm hiện nay thì gặp mưa gió liên tục, thậm chí là cắt lúa cũng không được nữa. Rồi cái về cái chi phí vật tư đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thì lại gia tăng. Chính vì vậy thì bà con mình muốn là làm sao chuyển đổi sang một cái loại cây khác trên cùng một đơn vị diện tích đó, nhưng mà mình sẽ được cái lợi nhuận nhiều hơn. Đó là cái mong muốn ban đầu, đó là một cái mục đích rất là tốt. Hoặc là chúng ta chuyển đổi từ những loại cây có giá trị kinh tế thấp sang những loại cây có giá trị kinh tế cao hơn hoặc lâu bền hơn. Thì đây là những cái mô hình mà bà con mình mong muốn và chúng ta chuyển đổi một cách tự phát và thiếu kinh nghiệm ở những cái vùng chuyển đổi từ đất lúa đến cây ăn trái. Cho nên thì chúng tôi sẽ viết cái tâm thư đầu tiên cho bà con, đó là về cái đất trồng. Kính thưa bà con, thì đầu tiên chúng ta sẽ đi đánh giá về thực tế những cái thực trạng ở đồng bằng sông Cửu Long mà chúng ta muốn trồng cây ăn trái, thì chúng ta phải nắm được những cái điều này. Thứ nhất là bà con biết là cái mật thi cấp ở đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta so với Việt Nam của chúng ta là một cái mật thi cấp rất là cao. Cao nghĩa là sao? Cái tầng canh tác của mình nó sẽ ở gần nhất là cái mực nước biển á, mực nước biển gần nhất của mình nó là cách khoảng 400 mét. Có nghĩa là có thể nói gì luôn đi để bà con mình dễ hiểu. Bây giờ mình là 400 thì lên miền Đông và Tây Nguyên họ sẽ dần dần lên con số 600 và 800. Đó, như vậy thì khi mà nước biển nó dâng lên thì nó ngập đồng bằng sông Cửu Long trước. Vậy có nghĩa là chúng ta hiểu cao là cao như thế, có nghĩa là vào mùa mưa hoặc là mùa băng tan thì cái lượng nước ở đồng bằng sông Cửu Long mình nó sẽ nhiều hơn, bởi vì chúng ta thấy là cái mạng lưới sông ngòi dưới mình nó chằng chịt dày đặc. Thì cái lượng nước nó sẽ nhiều do cũng là do cái mực khí cấp đó. Chính vì vậy sao nó dễ úng, dễ ngập. Và câu chuyện nhiều vàng lá thối rễ phi tốt ra là điều phải diễn ra. Nó diễn ra nhiều và nhiều hơn so với miền Đông và Tây Nguyên. Tiếp theo một câu chuyện nữa là những vùng canh tác đất phèn, bởi vì đồng bằng sông Cửu Long chúng ta có rất là nhiều nơi. Ví dụ chúng ta thấy là khu vực trũng phèn của Long Mỹ Gò Quao, khu vực của Tứ Giác Long Xuyên và cái khu vực của Long An. Thì đây là những khu vực phèn, và bên cạnh đó thì những vùng gian đi gian đó cũng có rất là nhiều nơi phèn, có thể là phèn tiềm tàng, phèn hoạt động tất cả mọi thứ quý vị. Thì những khu vực đất phèn thì đất nó sẽ rất là dễ lèn cái bề mặt bên trên, cho nên là đất đai đó đó cây trồng nó xuống nó rất là khó phát triển trong thời gian đầu, và nếu như chúng ta không có biện pháp cải tạo thì nó sẽ không hiệu quả bằng những vùng đất phù sa ven sông, thì chúng ta sẽ thua thiệt về cái canh tác đó.
Rồi thứ ba đó là những cái vùng mà gian của khu vực biển thì có khả năng bị xâm nhập mặn, và bà con biết là cái mặn của năm 2016 kể cả những cái vùng ở trong không có gian lắm, ví dụ chúng ta thấy Tiền Giang này, Vĩnh Long này đều bị thiệt hại cả đó, thì đó là chúng ta sẽ thấy đánh giá được là sau này khi mà lịch sử thêm 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa thì câu chuyện này nếu mà chúng ta không có biện pháp thì nó sẽ lấn sâu vào cái đất canh tác của mình hiện thời. Đó là câu chuyện chúng ta phải tính trước cho cái việc mô hình hiện tại, là nếu như không có được cái đề bào đầy đủ ngăn chặn tốt thì hầu như là chúng ta xem xét là có nên lên cái mô hình này hay không. Và cái cuối cùng nó sẽ liên quan tới kinh nghiệm của chị, bởi vì ở đồng bằng sông Cửu Long thì đây là một cái vựa lúa rất là lớn, cho nên đa số bà con sẽ có kiến thức rất là tốt trên lúa. Tuy nhiên những cái mô hình tự phát và không có được sự hướng dẫn cũng như là không có sự đầu tư, không có cán bộ kỹ thuật và bà con mình chưa có kinh nghiệm mà chúng ta tự lên mô hình và chúng ta tự trồng, thậm chí là những loại cây đó chưa có thông tin ở Việt Nam luôn, chưa có một tài liệu kỹ thuật nào rõ ràng ở Việt Nam luôn, cũng lấy trồng luôn, thì như vậy thì có dù có kỹ thuật đi chăng nữa cũng không thể nào đáp ứng được. Thì đây là câu chuyện khách quan về không có kinh nghiệm, cho nên nó sẽ xảy ra một số cái khuyết điểm và những cái hạn chế mà chúng ta có thể khắc phục được, hoặc là phải tốn nhiều chi phí để khắc phục, hoặc là có những cái không khắc phục được. Rồi kính thưa bà con, thì liên quan tới một câu hỏi là bà con sẽ hỏi gì nè, đất của tôi ở cái huyện đó đó trồng được cây ăn trái hay không, thì bây giờ mình không có nói là huyện nào đi, nhưng huyện nào đi chăng nữa thì cũng phải đáp ứng được những cái yêu cầu này thì bà con sẽ không trồng cây ăn trái được, chứ không phải là Cà Mau là không trồng được, đúng không? Không phải là Vĩnh Long không trồng được, không phải là Long An không trồng được đó. Bà con muốn làm cây ăn trái tốt, có hiệu quả kinh tế cao và lâu dài thì lý tưởng nhất phải là đất phù sa ven sông, đất phù sa bãi bồi, tầng canh tác dày từ 1 đến 2 mét, nó không dày gì thì mình lên mô lên liếp cho nó thôi. pH phải nằm trong khung từ 5.5 đến 6.5 thì cây trồng mình nó sẽ phát triển một cách tốt nhất, hiệu quả nhất, khả năng hấp thu phân bón cao nhất. Có nghĩa đây là điều kiện lý tưởng để chi phí đầu tư cây ăn trái thấp nhất nhưng sẽ cho được hiệu quả cao nhất. Rồi, ngoài ra những yếu tố khác tùy theo loại cây. Có những loại cây sẽ chịu phèn rất kém, hoặc là có những loại chịu trung bình. Đương nhiên chúng ta sẽ không nói những cây trồng đặc thù của địa phương nha, chúng ta đang nói sự phổ biến. Và đương nhiên cây trái là hầu như không chịu mặn, mặn chỉ cần 1-2 phần ngàn thôi là đi hết rồi. Ví dụ chúng ta thấy sầu riêng là rất là mẫn cảm nè, nước chỉ cần vô 1-2 phần ngàn là coi như cây rụng lá hư hết. Thì cái này thì một cái kinh nghiệm từ năm 2016 hoặc là năm 2020 thì bà con cũng đã thấy được ảnh hưởng những cái diện tích cây trái ở Tiền Giang thì chúng ta cũng đã biết rồi. Và đương nhiên nước tưới đối với cây ăn trái hay là chung cho tất cả những loại cây đều phải là nước ngọt, cho nên là trồng cây ăn trái lượng nước cần nhiều hơn, thì nó phải là một cái vùng nước ngọt quanh năm thì nó mới chủ động được, hoặc là chúng ta phải có hồ chứa để mà chúng ta chủ động được cái nước tưới này trong cái mùa khô thì chúng ta mới đảm bảo được cái cây trồng mà nó phát triển ổn định và lâu dài. Rồi như vậy ở đây thì bà con xem xét để trả lời được câu hỏi là gì, đất ở huyện của tôi có trồng được cây ăn trái hay không, thì nếu mà nó khớp vô khung này là được, còn nếu nó ngoài khung này thì chúng ta buộc phải cải tạo hoặc là sẽ có rất là nhiều hạn chế mà buộc chúng ta phải hiểu rõ. Rồi như vậy thì thực trạng ở thời điểm hiện tại là gì quý vị? Như chúng tôi đã chia sẻ, ở đồng bằng sông Cửu Long thì rất là không phải là nơi nào cũng có dự án nhà nước để cho bà con mình lên cây trái và được hỗ trợ, mà bà con mình lên mô hình tự phát theo một cái thông tin gì đó mà chúng ta đã nghĩ là thời điểm sắp tới thì cây trồng này sẽ tốt, hoặc là những cái cây giống gì đó mới mà chúng ta không biết mang từ đâu về nữa, là bà con mình ồn trồng vô cái đó là mình cho rằng là cái giá trị kinh tế nó có, hoặc là một thông tin gì đó là cái sản phẩm của loại cây đó nó đang có một cái giá trị rất là cao, hoặc là một cái giá bán rất là cao, thì bà con mình tự phát và nó sẽ không có một kế hoạch. Điều này nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố sau này quý vị. Thì có thể là giá bán, bởi vì cây ăn trái mình trồng nó không phải là 1 năm 2 năm mình thu hoạch, mà nó phải là thời gian sau đó và cả một quá trình và một cái quá trình diện tích mà nó tích lũy trong một khoảng thời gian ngắn, gây ra vấn đề dội chờ liên quan tới giá cả dự án đầu tư cũng như là cái nguồn xuất khẩu và cái nhu cầu ở những quốc gia khác, hoặc là trong nước của mình nó có đầy đủ hay không, nó liên quan rất nhiều yếu tố. Nhưng mà chúng ta trồng ngay thì bà con sẽ không nắm được hai yếu tố này: một, pH đất của mình là bao nhiêu, có phù hợp để mình trồng loại cây đó hay không, là thứ nhất. Thứ hai, độ dày của tầng canh tác có đảm bảo được cái tầng đất tốt để bà con mình trồng cây ăn trái hay không. Mà chúng ta là lên mô hình thì chúng ta sẽ thấy những cái thực trạng này ở đồng bằng sông Long rất nhiều. Đây, đất lên mô là nó phèn rất là rõ như thế này, rồi chúng ta chỉ gom được một ít đất mặt cho cái mô của mình thôi, rồi sau này cái phương án cải thiện cải tạo cái đất phèn này sẽ như thế nào, rồi hoặc là phèn lên trắng như thế này luôn, mà con thấy mùa khô mặc dù có hệ thống tưới nhưng cỏ xung quanh là mọc không nổi luôn, ở chỉ có hệ thống tưới tại gốc nó đảm bảo được cái sức sống cho cái cây của mình thôi đó. Thì đây là những cái thực trạng mà chúng ta thấy rất là rõ, thì như thế này thì cây trồng của mình làm sao phát triển tốt được đó, một cái hệ sinh thái xung quanh nó chỉ có một mình nó thôi, nó thì không thể nào đảm bảo được sự phát triển lâu bền. Rồi câu chuyện tiếp theo này, đất chúng ta mới lên mô và con mình nhìn thấy phèn vàng như nước như thế này,
mới lên đó. Có nghĩa là cái bước cải tạo đầu tiên của chúng ta không không tốt, chúng ta đã hấp tấp vội vàng trong cái việc mà chúng ta lên mô líp và trồng cây ngang và trồng cây rồi luôn rồi, trồng rồi luôn rồi đó. Hoặc là những mô hình đã trồng rồi thì bà con thấy nè, trồng vài tháng nhưng mà nhìn cái năng như cái nước trong như thế này thì bà con mình đã biết là một cái lượng phèn ở dưới này là rất là dữ. Và chúng tôi đo hình như là pH nước là nó chỉ khoảng cỡ không quá năm, quý vị, không quá năm thì chúng ta tưới vào cây trồng là nó tím lá hết trơn luôn. Thì có nghĩa là nếu mà duy trì cái điều này nữa thì cái vườn này sẽ dẫn đến là cái hiện tượng xấu ngay lập tức. Rồi, cái hình này là một cái hệ sinh thái đại diện cho bà con mình thấy. Ở đây là khóm và năng. Có nghĩa là cái gì? Mô hình này một là đây là khu vực chuyên về đất phèn nên là chỉ trồng được những loại cây chịu phèn được giống như khóm thôi. Và sau đó là bà con mình thấy cái cây sầu riêng mình có một cái giá trị kinh tế tốt là mình xen vào sau. Hoặc là bà con mình dùng cái mô là trồng cây sầu riêng nhưng mà cái diện tích đất trống bên ngoài còn, chúng ta tiến hành chúng ta đưa khóm vào đó. Nhưng mà vô tình là gì? Đây là đất phèn, không biết có phù hợp sầu riêng hay không, chưa biết. Chúng ta đưa khóm vào đây nó sẽ tận dụng toàn bộ cái nguồn dinh dưỡng trên bề mặt. Và cái gốc khóm, củ khóm nó sẽ rất là khó phá và nó sẽ trở thành một cái chất độc, một cái sự cản trở cho cái cây sầu riêng của mình sau này, đặc biệt là rễ sầu riêng thì nó lại rất là mẫn cảm. Thì đây là những cái hạn chế mà bà con mình nên xem xét và rút kinh nghiệm cho những cái mô hình tiếp theo của mình, hoặc là những người đang có ý định này thì chúng ta xem xét thật kỹ. Một cái yếu tố tiếp tục mà cực kỳ nguy hiểm nữa quý vị, đó là ngộ độc hóa chất. Thì trong đó chúng ta đang nói tới bắc lo bùi cha dùng và cái calilogat và một số hóa chất khác, nhưng mà phổ biến là hai nhóm này. Thì có thể đây là những cái mô hình mà người ta đã trồng cây ăn trái rồi, mà những loại cây này thì giá cả bấp bênh, ví dụ như xoài, nhãn, mận, mít trước đó đã làm rồi, xử lý ra qua nghịch vụ, sử dụng hóa chất bắc lo, sử dụng calilogat trên nhãn rồi, phương pháp tưới có, phương pháp phun có, và nó tích lũy cái bắc lo trên nền đất. Rồi sau đó chúng ta không có giải độc bắc lo, không có tạo lại cải tạo đất gì cả, mà chúng ta tiến hành chúng ta trồng cây mới luôn, bởi vì những loại cây này đã mất được cái giá trị, mất giá trị kinh tế rồi, không còn thu hoạch được tốt nữa rồi. Thì bà con biết là chúng tôi đo pH trên những cái vùng đất mà ngộ độc bắc lo là nó dưới 4, là bà con mình có đưa vô bao nhiêu phân bón cây trồng cũng không hấp thu được, và rễ cây trồng không cách nào ra. Toàn bộ cái hệ vi sinh khi mà pH thấp như thế này đều sẽ bị mất hết, và tiến trùng sẽ là một câu chuyện mà nó sẽ hình thành và phát triển trên cái nguồn đất này. Nếu như bà con mình không biết những thông tin này, chúng ta đặt cây trồng của mình xuống trong vòng 1 đến 2 năm thì câu chuyện còn lại là bà con chỉ xử lý sử dụng và khắc phục thôi, chứ không thể nào phát triển cây của mình được. Thì đây sẽ là một cái điều mà đau lòng nhất, bởi vì chúng ta sẽ bỏ ra một cái nguồn chi phí rất là lớn cho những cái việc này, nhưng mà kết quả cuối cùng của mình không thể nào tốt được, sẽ không mang lại cho bà con mình một cái giá trị kinh tế cao. Thì mong là bà con mình xem xét trên những cái vùng đất mà đã có sử dụng bắc lo và calilogat trước đây thì chúng ta nên có những cái bước cải tạo để mà chúng ta xử lý đất rồi thì chúng ta mới có thể tiếp tục trồng cây được. Tí xíu nữa chúng ta sẽ xem là mẹ thiên nhiên ưu đãi những cái vùng đất phù sa ven sông như thế nào, thì bà con mình cải tạo vậy đó thôi. Rồi một cái phần nữa không thường gặp nhưng mà cũng sẽ có, đó là bà con mình nghĩ là vườn tạp á, thì mình trồng cây vô nó sẽ tốt, tại mình thấy là cái mật độ sinh thái dày đặc trong cây xanh mượt có giống, mặc dù mình bỏ đại cái mô hình này sao, cái gì đúng không, là cái lượng vườn của mình nó ít á, không đảm bảo được cái giá trị kinh tế cho một cái gia đình. Cho nên thường những cái anh em còn trẻ tuổi thì họ sẽ đi làm bên ngoài và cái vườn này họ bỏ đại nhà thôi, có gì ăn đó. Thì cái mô hình này miền Tây thì nó cũng phổ biến, có nghĩa là vườn mà 5 7 công thì thôi bỏ đại luôn. Có cây nào ăn cái đó, thì trong đó có cây ăn trái, có cây gao thì nó sẽ ra hoa thực vụ theo cái tự nhiên của nó thôi, được gì thu hoạch đó, bán nhiều bán, có thêm thu nhập nhưng mà không cần tốn chi phí gì cả. Rồi vậy thì toàn bộ dinh dưỡng ở khu vực xung quanh nó tận dụng hết. Nếu mà bà con mình trồng mít nè, là coi như nó sẽ giải quyết hết, trồng chuối nè là nó ăn hết, trồng dừa nó ăn hết ha. Rồi sau đó chúng ta nghĩ là cái đất này tốt, chúng ta quay lại chúng ta trồng cây ăn trái là không được quý vị, có nghĩa là mô hình này không thể thực hiện được ngay mà cũng phải có bước cải tạo. Bởi chúng ta nghe thông tin, ví dụ như mình đi làm nhiều năm rồi thôi về nhà để mà gắn bó nhà rồi canh tác trên cái vườn này, rồi thấy cái cây nào có giá trị kinh tế cao, nghe người ta nói cái đầu là coi chỗ nào trống là nhét vô trồng luôn, hoặc là cái cây nào trên vườn mà nó xấu nó chết, giống như cây mít này nó còn có một tàn một gang trái mà xong ăn xong trái này chặt cây này luôn, rồi xong mình lên cái mô xích đèn chút trồng cây sầu riêng vô đó. Thì là mô hình này gặp nhiều lắm quý vị, nhưng mà cái này không được, chúng ta không có bước cải tạo đất thì chúng ta đưa phương án vội vã như thế này thì cũng sẽ có rất là nhiều hạn chế và khuyết điểm. Cho nên là bà con mình nếu mà có ý định áp dụng cái phương án này thì cũng xem xét nhé. Rồi hậu quả sẽ là gì quý vị? Đây là câu chuyện rất là đau lòng mà chúng tôi phải nói. Bà con biết đất phèn pH không phù hợp cho cây trồng thì khả năng hấp thu dinh dưỡng rất là kém, mà bây giờ phân bón đang mắc tiền nữa, cho nên là phương án này đầu tư cho đất phèn là không hiệu quả. pH không phù hợp với cây đó thì loại cây đó sẽ không thể nào phát triển tốt trong thời gian đầu, rồi nó liên quan tới hàng loạt những cái hệ lụy sau đó về cái sự phục hồi
chăm sóc dinh dưỡng, rồi nấm, vàng lá thối ghệ và tất cả những vấn đề khác liên quan tới nấm bệnh và sâu bệnh, bởi vì cái sức đề kháng của cái cây trồng nó không có. Cái thứ hai, nếu mà còn để phèn nó hoạt động trên cái nền đất của mình thì chúng ta sẽ bị vô hiệu hóa một lượng lân, có nghĩa là chúng ta phải bỏ tiền ra để mua một lượng lân để cố định cái phèn này lại. Khi cái phèn này ở khu vực vùng rễ đó, nó cố định được với lân và nó đã vô hiệu hóa nhau hoàn toàn rồi, thì cái lượng lân mà con mình cung cấp thêm nữa thì nó mới cung cấp được cho rễ cây. Chứ còn nếu mà con mình cung cấp một lượng ít là nó cố định với phèn, sắt, phèn nhôm là hết luôn. Đó. Vậy thì chúng ta phải tốn thêm nhiều tiền so với đất của người khác để bón một lượng lân nhiều hơn, mà trong khi lân lại là cái nguyên tố đắt tiền nhất trong lân, kali và đạm. Đó là điều đau lòng nữa. Và nếu như mà đất đai chúng ta không cố định được những vấn đề này thì đất nó sẽ bị lèn. Lèn là sao? Chúng ta tưới một cái lượng nước nước nhỏ thôi là bên trên nó bắt đầu nó sẽ phá, nó đóng váng lại hết. Nước nó không thấm được xuống bên dưới và nước bên dưới cũng thể thoát lên trên. Cho nên là bề mặt đó là gì? Oxy không lọt được vào vùng rễ. Tất cả những hoạt động của vùng rễ đều bị hạn chế, rễ phát triển kém, chết rễ thì nó dẫn đến hàng loạt những vấn đề về nấm bệnh sau đó. Rồi, nếu mà gặp mưa gặp úng, thoát nước không được nữa thì nó sẽ tới một câu chuyện tiếp theo nữa. Nó là gì? Phèn mà kết hợp với úng là coi như cây sẽ bị nấm bệnh tấn công vào bộ rễ. Đó, tại vì úng thì cây nó sẽ sinh ra một cái chất độc và chất độc này sẽ làm tiêu hủy rễ và sẽ tạo ra vết thương và nấm bệnh sẽ tấn công vào đó. Hoặc điều này cứ diễn ra liên tục thì tuổi thọ của cây của mình nó sẽ phát triển không cao. Bởi vì cái vàng lá thối rễ nó diễn ra liên tục, nấm phi tóp nó nhân mật số liên tục, cứ mỗi lần đến mùa là nó nhân lên. Và nó vô tình cho đến cái ngày mà cái đất phèn mình á, cây mình nó đụng cái tầng sinh phèn bên dưới thì thời điểm đó là cây mình lớn rồi, 5 năm 7 năm đến giai đoạn thu hoạch trái tốt, cái đó cây nó hư. Đó là điều đau lòng nhất. Đến thời điểm ăn mà chúng ta không được ăn. Đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ tốn một cái chi phí rất là lớn. Ngay từ đầu cho đến giờ tới đầu tư tới giờ đến thời điểm ăn là mất đi là nhận của chúng ta sẽ không còn. Đó, thì đây là những cái điều đau lòng. Giống như là một cái nút áo. Nút áo đầu tiên mà con mình gài vô nó sai rồi đó. Thì tất cả những nút còn lại cho dù nó có đúng thì cũng không thể nào bằng được một cái áo đẹp rồi. Cho nên là cố gắng làm sao cái nút đầu tiên. Trong video đầu tiên này là cái nút đầu tiên thì bà con mình phải gài đúng cái nút này. Rồi kính thưa bà con, thì đây là hai cái mình minh họa về cái là để cho bà con mình xác định được cái tầng canh tác. Thì cái điều này thì chỉ cần bà con mình đào xuống thôi thì mình biết rồi. Tại vì mà đất ruộng mình đào xuống khoảng chừng 5-70 cm thôi thì chúng ta sẽ gặp cái phương án này. Thấy được cái này. Có nghĩa là cái tầng trên là cái tầng mình canh tác lúa trước đây. Và tầng đất này là tầng đất mình gọi là tầng canh tác. Và đụng dưới này mình gọi là tầng đế cày, nghĩa là đất cứng này. Rễ cây trồng nó không đâm xuống đó được nữa. Đó, và tầng bên dưới có thể là những cái tầng đất phèn, tầng đất xấu. Nên là khi mà mình trồng là mình chỉ tận dụng được cái tầng trên này thôi, nó càng dày càng tốt. Đó, nếu mà nó càng dày thì chúng ta lên mô thấp, còn nếu mà nó càng ít thì chúng ta buộc phải lên mô cao. Nhưng mà điều ngược là gì? Bắt đầu lên mô cao, cho nên là sẽ có nhiều phương án lên mô khác nhau là như vậy. Nhưng mà lên mô cao thì chúng ta mới có được một cái tầng canh tác dày. Thì sau này cây trồng của mình nó mới phát triển đầy đủ được. Thì cái này nó liên quan tới phần lên mô lên clip thì chúng tôi cũng đã có thực hiện một cái video riêng. Hoặc là sau cái video sau liên quan tới phần mô clip chúng ta cũng sẽ có nhắc lại. Còn nếu như đất phèn nó sẽ như thế này quý vị. Nó ngậm nước vô đủ rồi là nó sẽ không nhả ra được. Đó, và nó lèn, nó đè vô gốc như thế này là oxy không vô được. Và tất cả các hoạt động của vùng gốc đều bị vô hiệu hóa hết. Rễ cây trồng chắc chắn sẽ chết. Và điều kiện này duy trì và kéo dài và trong điều kiện mưa và gặp úng là cây mình chết luôn. Ha. Thì đây là những cái khuyết điểm và những cái hạn chế mà chúng tôi ghi nhận trong thời gian vừa qua. Rồi, một cái nỗi lo đau đầu lớn nhất và ám ảnh đồng bằng sông Cửu Long trong nhiều năm vừa qua đó quý vị, đó là câu chuyện về Phytophthora, vàng lá thối rễ của cây có múi và xì mũi thân trên nhóm cây sầu riêng, măng cụt và mít. Ám ảnh luôn quý vị, bởi vì đây là một cái vấn đề mà nó diễn ra cho dù có biết cũng không thể nào khắc phục tốt nhất, bởi vì cái nút áo ban đầu mình gài nó sai đó quý vị. Mà khi cấp lúc nào cũng cao, mưa ngập úng rồi cây nó đã có nấm bệnh rồi, nấm bệnh này thì nó sống một con đầu tiên nó xuất hiện thôi là trong điều kiện lý tưởng nó có thể sống đến 6 năm thì nó nhân hàng loạt những cái con sau đó, thì làm sao quý vị mà quản lý được nó đó. Bởi vì mùa nắng chúng ta quản lý đỡ chút, mùa mưa vô nó cực khổ lắm, rồi nó cứ diễn ra liên tục như thế này qua hàng năm, là câu chuyện này là câu chuyện cho dù mình có biết đi chăng nữa cũng không thể nào đỡ được, không thể nào trở tay kịp. Thì chúng tôi cũng đã có xây dựng một cái video bên kênh Sức Khỏe Cây Trồng liên quan tới Phytophthora và cái câu chuyện chúng ta quản lý như thế nào. À, thì bà con mình xem lại video đó nhé. Video đó cũng gần 30 phút à, cho nên là nội dung nó sẽ đầy đủ hơn. Rồi, một cái bức tranh tươi sáng tí xíu là chúng ta xem mẹ thiên nhiên ưu đãi quy định những cái nơi nào là những nơi trồng cây ăn trái. À, bà con biết là có những nơi người ta mặc định người ta lên mô đúng kỹ thuật là người ta trồng nó tốt rồi. Mặc dù là có thể là kiến thức và cái kỹ thuật chưa được tích lũy nhiều. À, chỉ là một nông dân trồng lúa bình thường thôi nhưng mà lên mô hình vẫn cây vẫn tốt. Đó là thiên nhiên ưu đãi cho họ những cái việc đó. Bởi vì đó là đâu?
đó là đất phù sa ven sông, phù sa bãi bồi, ở những cái gòn nước ngọt quanh năm. Chúng ta lên từ những cái đất canh tác lúa trước đó mà hiệu quả nha, pH đất lúc nào cũng từ 5.5 đến 6.5. Là này thiên nhiên ưu đãi hết tất cả, đất đai đầy đủ dinh dưỡng, pH phù hợp cho cây trồng. Chỉ cần lên mô hình đúng đúng cách là được, hiệu quả cao, không cần xổ phèn gì cả. Đó, nước đông thì dồi dào, lúc nào cũng nước ngọt, phù sa quen xong thì dinh dưỡng rất nhiều, chung vi lượng rất tốt, nên là chúng ta không có cần cung cấp nhiều, chi phí rất là thấp nhưng mà sẽ cho một cái giá trị kinh tế cao. Và kết hợp với cái kỹ thuật mà bà con mình tích lũy nữa, thì đây là những cái câu chuyện mà mẹ thiên nhiên ưu đãi, thì chúng ta sẽ thấy ở đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta là cặp sông Tiền, Tiền Giang một phần, tuy bây giờ cũng có xâm nhập mặn ngang, Vĩnh Long một phần, những cái cồn của Vĩnh Long nè, rồi đâu nữa, Cần Thơ cặp sông Hậu, thì chúng ta thấy là Hậu Giang một phần, Sóc Trăng một phần và Cần Thơ một phần, là cặp những cái vùng xung quanh của sông Hậu đó. Thì đây là những nơi mà trồng cây ăn trái rất là tốt quý vị. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta không được điều này, đất đai của chúng ta là ở những cái vùng đất phèn và những nơi có thể cải tạo được để nó gần về cái giá trị gần giống như thế này, thì bà con vẫn phải làm, chúng ta phải làm được một bước cải tạo. Cải tạo chúng ta sẽ có những cái bước như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ cải tạo những nơi mà đất phèn và vườn tạp này. Tại vì nếu mà đất nó giảm phèn đi, vườn tạp chúng ta nâng lại cái pH ổn định bình thường thì chúng ta vẫn có thể trồng. Chỉ trừ khi đất đã nhiễm mặn quá nặng, nhiễm phèn quá nặng thì chúng ta không trồng. Thì chúng ta có xử lý gì? Chúng ta sẽ xử lý vôi đó, để mà nâng pH, giải quyết phèn. Thì cái này chúng tôi có thực hiện một cái video ghi về cái việc xử lý vôi theo pH. Mỗi một cái pH thấp cao thì đều có một cách xử lý vôi ghi. Đó là cái lưu lượng trên một cái đơn vị diện tích, thì bà con mình xem lại cái video đó. Thứ hai là chúng ta trồng những cây có khả năng cố định đạm như là cây họ đậu, để mà chúng ta cải tạo cái nguồn đất đó. Và trong cái quá trình chúng ta canh tác loại cây này, bà con mình cung cấp nhiều lân vô để nó cố định với cái phèn kia, và từ từ chúng ta sẽ giải đi. Rồi chúng ta cung cấp thêm cái hữu cơ để nó tạo được một cái tầng đất tốt ở bề mặt, để sau này chúng ta lấy cái nguồn đất đó chúng ta lên mô cho cây ăn trái. Phương pháp thứ ba, ở mỗi một cái mùa vụ kết thúc thu hoạch cho những vụ màu này, chúng ta gom lại toàn bộ cái xác bã của cái thực vật mà chúng ta trồng, kết hợp thêm với những cái gom lúa bà con mình mua về, mình cày vùi, mình trả ngược lại cho đất. Thì chúng ta làm như thế thêm một vài vụ nữa, thì chúng ta sẽ có một cái tầng lớp đất tốt ở bên trên đó, chúng ta sẽ giải được cái phèn ở bên trên, cung cấp thêm cái hệ vi sinh và cái nguồn hữu cơ để trở thành một cái đất tốt, để sau này chúng ta sẽ có một cái nguồn đất lớp mặt dồi dào để mà chúng ta thực hiện cho cái mô của chúng ta. Thì như thế thì mới có khả năng phục hồi và cải tạo cái nguồn đất này tốt. Và đương nhiên phải tạo được cái hệ thống kênh xả phèn tốt, kênh mương xả phèn là phải tốt, qua từng mùa vụ là phải xả hết, sau khi gãy dồi phải xả cái phương án này. Rồi đây là cái nội dung trong cái video mà chúng tôi nói về dâu trên đất phèn đó quý vị. Thì mỗi một cái pH thì nó sẽ có một cái lượng nhất định. Thì một là bà con mình dừng cái video này lại để ghi, hai là bà con mình nên xem lại cái video đó luôn đi đó, cách thực hiện mà chúng ta gãy dâu cho từng cái nhóm pH nó sẽ như thế nào, thì chúng ta coi lại chi tiết hơn video đó. Rồi chúng tôi tóm lại ý này quý vị, chúng tôi sẽ có một cái tâm thư cho quý vị trong video này, đó là bà con nên cải tạo đất trước rồi trồng cây sau, nó sẽ hiệu quả cao hơn là bà con mình vội vàng trồng cây mà không cải tạo. Thì chúng tôi đưa ra một ví dụ như thế này, nếu như bà con mình tận dụng đất để mà trồng ngay, mình nghe à cái cây này nó hot quá, mình trồng liền để sợ không kịp, để sợ lúc đó nó rớt giá, thì bà con mình chọn những cây giá trị kinh tế cao đi, 3 năm 5 năm mình mới thu hoạch, thì bà con mình trồng liền, thì chúng ta phải khắc phục những cái hậu quả, những cái sự vụ trước đó do mình tạo ra, những cái khuyết điểm, những cái hạn chế đó cứ liên tục như thế. Còn nếu một người không vội vàng, người ta sẽ cải tạo đất trước rồi người ta mới trồng cây. Ví dụ mùa vụ đó kết thúc, người ta biết đất người ta phèn rồi, đất ruộng phèn rồi, người ta gãy vôi, rồi sau đó người ta chuyển đổi canh tác sang cây họ đậu một vài vụ hoặc thậm chí cả năm, rồi cuối một mỗi một mùa vụ người ta dùng cái gom gạ cổ xung quanh mua về, rồi mình kết hợp với cái xác bã của cây họ đậu này, mình cày vùi lại trả lên đất đó, gãy vôi, rồi sau đó mình tạo vi sinh lại cho đất, rồi tiếp tục trồng cây họ đậu tiếp tục một hai mùa nữa, có thể là thậm chí cả năm đi, rồi sau đó mình sẽ trồng cây trái chậm hơn một năm. Thì nó sẽ có điều này để bà con mình nhận thấy rất rõ, nếu như đất bà con mình không cải tạo, phèn nhiều, bà con mình lên mô hình cây trái không hiệu quả, cây bà con mình thay hoài luôn mà cây không phát triển được. Nhưng mà nếu như bà con mình đã có phương án cải tạo tốt, mình trồng chậm hơn người ta một năm nhưng mà đất đai mình hiệu quả phù hợp cho cây, cây nó phát triển trong vòng 1-2 năm đầu tiên, có thể là qua tới năm thứ 3 là mình sẽ bắt kịp hoặc thậm chí phát triển tốt hơn những cái vườn trước đó trồng trước mình một năm luôn. Bởi vì cây ăn trái đó là một câu chuyện dài hạn, quá trình kiến thiết nó có thể kéo dài đến 4-5 năm. Không, thì nếu mà chúng ta đất đai chúng ta phù hợp, cây trồng phát triển rất là nhanh.
thì việc chồng trước mình một năm là mình bắt kịp hết quý vị đó. Có thể nói là một câu chuyện giống là như vậy luôn đó, cho những cái loại cây ăn trái mà kinh tế cao mà tới khoảng 4 5 năm 5 năm trở về sau thì mình mới bắt đầu có thu hoạch đó. Thì chúng ta sẵn sàng chấp nhận câu chuyện này với một cái tâm thư của chúng tôi là cải tạo đất trước rồi trồng sau, hiệu quả sẽ cao hơn là bà con mình không cải tạo mà đem đi trồng trước. Rồi đặc biệt là ở những khu vực nếu như bà con mình xem như là ở đó là một cái vùng trũng, có nghĩa là vùng đất mình bị phèn rồi mà mình trũng nữa mà mình không có phương án nào xả được, có nghĩa là xung quanh là đất đai của người ta, không có cách nào đưa cái lượng phèn ở trong cái vườn mình ra ngoài hết, thì xin khuyên bà con mình đừng nên trồng cây ăn trái. Tại vì nó phát triển đến một thời điểm nào đó rồi nó cũng sẽ dừng lại thôi, và nó dừng lại ở cái thời điểm mà bắt đầu cho thu hoạch là lúc đó chúng ta sẽ rất là đau lòng. Cho nên là chúng ta đừng không đừng xem xét phương án trồng cây ăn trái ở những khu vực như vậy, rất là khó. Rồi câu chuyện về mặn thì không nói rồi, mặn thì nó sẽ thẩm thấu qua một cái lớp đất do cái sự chênh lệch về mặt khí cấp đó. Thì mặc dù có đê nhưng mà những cái cây trồng ở gần cái đê đó cái lượng nước nó thẩm thấu nước nước mặn vô hàng năm, nó cũng sẽ làm cho cái khu vực đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Còn nếu mà chúng ta sâu ở trong đê hơn thì chúng ta hãy nên trồng, nhưng mà trong đó phải có nước ngọt đầy đủ thì làm được, chứ cặp gian đê này cũng không nên, tại vì trước sau gì nó cũng sẽ lấn vào tới. Bởi vì cái mặn gần đây thì bà con thấy nó chuyển biến phức tạp từ 2016 đến bây giờ, chúng ta cũng không biết trước chuyện gì, mà cái cây ăn trái mình trồng xuống là cái giá trị 15 năm 20 năm chứ không phải là ngắn hạn. Cho nên thì nếu như trồng những loại cây như thế thì bà con mình xem xét. Thì như đã nói thì cương quyết về những cái đất mà đã bị ngộ độc bạc lo, Calilogat hoặc một số hóa chất khác là bà con mình nhất định là không trồng luôn. Tại vì mình trồng xuống là cây không phát triển được, săn lá toàn bộ, chiều cao bị ức chế và không ra rễ được. Bà con mình sẽ tốn rất là nhiều chi phí, cho dù có bao nhiêu chi phí đổ vào NPK, đổ vào hữu cơ, cho dù hữu cơ của nước nào về cũng vậy, bao nhiêu huyết, bao nhiêu lần đổ vào đây thì cũng không hiệu quả. Bởi vì pH quá thấp, cây trồng không thể hấp thu được phân bón, hệ vi sinh toàn bộ là bị tiêu diệt hết hoàn toàn, không thể nào hỗ trợ cho rễ cây trồng phát triển được, không thể nào hỗ trợ để phân giải dinh dưỡng được, và tiến trùng nó sẽ phát triển rất mạnh. Chúng ta trồng cây xuống 1, 2, 3 năm là coi như không còn gì để nói nữa quý vị. Cho nên thì khuyên bà con này, nếu mà không có phương án cải tạo giảm được cái ngộ độc bắc lo, không giảm được cái tác hại của Calilogat và một số hóa chất khác thì đừng nên tiến hành trồng cây ăn trái, đặc biệt cái giống như sầu riêng mà bà con mình trồng xuống không thể nào phát triển được quý vị. Chúng tôi cũng đã gặp nhiều mô hình rồi. À, mong đây là những cái chia sẻ tâm tình mà được bà con mình ghi nhận để chúng ta xem xét trong thời gian tới nhé. Rồi kính thưa bà con, thì đây là video chúng ta đã nói về cái phần xử lý đất. À, nếu như bà con mình đã xử lý đất thành công, có nghĩa là bà con mình có thể trồng được cây ăn trái, thì câu chuyện tiếp theo bà con mình nên xác định cây trồng mình sắp tới mình trồng sẽ là gì, để chúng ta có phương án lên cái mô líp phù hợp với loại cây trồng đó. Thì trong video sau thì chúng tôi sẽ nói về cái phương án xử lý mô líp như thế nào để phù hợp với những nhóm cây trồng khác nhau. Thì mong là bà con mình đã quan sát được, hiểu được về cái đất đai và cách xử lý đất ở video này, và chúng ta sẽ quan sát thêm cái video về mô líp. Thì đây sẽ là hai vấn đề cơ bản, đây là nút áo số 1 và mô líp sẽ là nút áo số 2 của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng kênh Kỹ thuật Nông nghiệp Mekong Agri và cũng như kênh Sức khỏe cây trồng trong thời gian vừa qua. Mong với chủ đề mới này sẽ được bà con mình đón nhận. Có thể là bà con mình chưa trồng cây ăn trái, hoặc là bà con mình đã trồng cây ăn trái lâu năm rồi thì cũng nên ghi nhận những thông tin này để mình chia sẻ lại với những người khác. Bởi vì đâu đó cũng còn rất nhiều bà con chúng ta cũng chưa đủ thông tin và cái kiến thức để mà chúng ta thực hiện những cái điều này. Mong được quý vị chia sẻ nhiều hơn bằng cách là quý vị có thể bấm like, bấm subscribe kênh, hoặc là bà con mình biết chia sẻ để chúng ta chia sẻ những cái thông tin này cho những người khác, những cái video như thế này để họ hiểu hơn và sẽ có một cái canh tác mà nó mang lại nhiều ưu điểm và lợi ích hơn cho chúng ta trong thời gian sắp tới. Ở đến đây thì video chúng tôi xin được phép dừng lại. Xin cảm ơn quý vị và quý bà con đã dành thời gian theo dõi. Xin hẹn lại quý vị trong những video tiếp theo. Và xin trân trọng kính chào.